Chào mừng quý vị đang xem video của VN Youtuber. Thưa quý vị, dạng sáng nay, ông Putin đã sang thăm Triều Tiên trong lần đầu tiên sau 24 năm. Chuyến thăm này được dư luận ở phương Tây theo dõi rất kỹ và đưa ra nhiều phỏng đoán bình luận xôn xao. Sau đây là một bài viết trên trang Deutsche Welle của Đức. Bài báo viết khi Vladimir Putin dẫn đầu phái đoàn đến thăm Triều Tiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng hy vọng cuộc đàm phán của họ sẽ tăng cường quan hệ giữa hai nước khi họ thấy bản thân mình bị tẩy chay bởi phần lớn thế giới cuộc gặp gỡ này được dự kiến sẽ tạo ra một số sáng kiến kinh tế và quân sự các nhà quan sát cảnh báo rằng một số trong các thỏa thuận này đặc biệt là những cái về trao đổi vũ khí và tên lửa tiên tiến cùng công nghệ vệ tinh chắc sẽ được giữ bí mật nhưng ngoài những thỏa thuận này cả hai bên cũng háo hức trình diễn một tinh thần chính trị hoành tráng kim trương ưn đang cố gắng đánh bóng hình ảnh của mình như một nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới quan trọng các hình ảnh vệ tinh chụp thủ đô bình nhưỡng đang cho thấy những chuẩn bị hoành tráng cho chuyến thăm của ông putin đến nơi đây về phần mình, ông Putin muốn chứng tỏ rằng Nga vẫn có bạn bè và đồng minh và rằng ông vẫn tự do đi ra nước ngoài, bất chấp các trừng phạt và những lệnh bắt giữ của ICC chống lại ông vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine. Thắng lợi của ông Kim trong việc chào đón ông Putin Lev Eric Isley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Iwa Women's ở Hàn Quốc cho rằng danh sách các nước sẵn sàng chào đón Putin đang ngắn hơn bao giờ hết. Nhưng với Kim Jong-un, chuyến thăm này là một thắng lợi không chỉ vì nó nâng cấp trạng thái của Triều Tiên giữa các nước đang chống lại trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu, mà còn giúp củng cố chính tính chính danh của Kim trong nội địa. Vị giáo sư này cho rằng Moscow và Bình Nhưỡng chắc sẽ tiếp tục phủ nhận vi phạm luật quốc tế, nhưng đã thay đổi đáng kể sự chú ý từ chỗ che giấu các hành động bất hợp pháp sang phô trương sự hợp tác của họ. Chuyến thăm của Putin có một phần là để cảm ơn Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi Kim Jong-un đã đến Nga năm ngoái, chuyến thăm đáp lễ này có tầm quan trọng chính trị vì nó cho phép cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng vẽ chân dung kim như một nhà lãnh đạo tầm cỡ thế giới. Moscow và Bình Nhưỡng thống nhất chống lại tiêu chuẩn kép của Mỹ. Ngay trước khi đặt chân đến Bình Nhưỡng, Putin đã công bố tạo ra những hệ thống mới về thanh toán thương mại quốc tế nhưng chưa nói cụ thể. Nga đã bị loại khỏi các cấu trúc do phương Tây dẫn đầu trong hợp tác quốc tế vì cuộc chiến tranh Ukraine. Triều Tiên cũng ở cảnh ngộ tương tự là không thể truy cập vào ngân hàng và các cơ sở thương mại khác vì bị trừng phạt chương trình hạt nhân và tên lửa. Trong một bài báo xuất bản trên báo Rolong Sinmun của Triều Tiên sáng 18 tháng 6, ông Putin nói quan hệ giữa hai nước dựa trên các nguyên tắc bình đẳng tôn trọng và tin cậy lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn với Triều Tiên vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và nói rằng Mỹ đã làm mọi thứ họ có thể để áp đặt lên thế giới cái gọi là trật tự dựa trên quy tắc trong đó không có gì khác hơn là chế độ độc đoán thực dân mới trên toàn cầu dựa trên tiêu chuẩn kép. Kỹ năng tinh tế và tinh thần mạnh mẽ của Putin. Một bài xã luận đi kèm trên tờ báo vừa nêu đã ca ngợi ông Putin là một nhà chính trị xuất chúng, người đã củng cố sức mạnh quốc gia của Nga bằng những kỹ năng tinh tế và tinh thần mạnh mẽ. Jacob Zinberg, một giáo sư về quan hệ quốc tế sinh ra ở Nga đang làm việc tại đại học Kokushikan Nhật Bản coi chuyến thăm của ông putin đến bình nhưỡng là sự đe dọa ông này nói đây là một đe dọa leo thang cho liên minh an ninh mỹ hàn nhật trong khu vực này và được thiết kế để gửi thông điệp rằng ông ta không chỉ mạnh mẽ ở châu âu mà ông ta sẽ mạnh mẽ ở cả viễn đông zinberg dự đoán rằng kim sẽ cam kết cung cấp cho nga nhiều đạn pháo hơn bên cạnh hàng triệu viên mà các nhà phân tích tin rằng đã được chuyển đến mặt trận ukraine Đổi lại, Putin sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ công nghệ cho chương trình hạt nhân tên lửa và các dự án không gian của Triều Tiên. Nga và Triều Tiên đều phủ nhận những sự chuyển giao đạn dược và bất kỳ hợp tác vi pháp nào về vệ tinh và công nghệ quân sự. Vậy liệu Nga đã sẵn sàng hậu thuẫn quân sự cho Triều Tiên? Lim Yun Jung, một giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Công Du của Hàn Quốc, nói rằng Kim Jong-un đã đưa ra lựa chọn chiến lược để ủng hộ Nga từ khi bắt đầu chiến tranh Ukraine một phần là để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về hỗ trợ chính trị trên vũ đài quốc tế. Bà giáo sư này nói, Kim đã đến Vostochny Cosmodome ở Viễn Đông Nga tháng 9 năm ngoái và nó có vẻ ông ta đã giành được các công nghệ tiên tiến hơn của Nga. Tôi đoán ông ta sẽ tìm kiếm điều tương tự trong cuộc gặp này, nhưng ông ta cũng có thể đòi hỏi một cam kết quân sự chắc chắn từ Putin và nếu ông ta có điều đó bằng giấy trắng mực đen thì nó sẽ đặt Triều Tiên vào một vị thế rất mạnh. Putin cũng có thể đồng ý cung cấp tài nguyên thiên nhiên mà nền kinh tế Triều Tiên cần, bao gồm dầu và khí đốt. Trong khi đó, Kim dự kiến sẽ đồng ý gửi thêm lao động đến Nga để lấp sự thiếu hụt lao động do động viên quân sự. Kim được cho là giành được nhiều nhất từ thỏa thuận này theo bà Lim, với lưu ý rằng thậm chí những người bạn của Kim ở Trung Quốc cũng có thể phản đối Triều Tiên gần gũi hơn với Nga. Bà Lim nói, đó là một mối lo ngại lớn ở Seoul, Tokyo và Washington, nhưng cũng cả ở Bắc Kinh. Còn Left Eric Ely thì gợi ý rằng các liên kết đất gãy chắc chắn sẽ không tồn tại xa bên dưới bề mặt của một liên minh tiện lợi. Ông nói, sự về phe của những nhà nước như vậy là một đe dọa cho hòa bình và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên những nhà nước này không chia sẻ các giá trị và thiết chế liên minh bền lâu. Họ chỉ tạm bỡ đi với nhau để kháng cự lại việc thực thi các chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Ông này kết luận rằng, ngoài các nước dân chủ giàu có, nhiều chính phủ khác, cũng có lợi ích thương mại và dân chủ dựa trên các quy tắc họ nên nhanh chóng thực thi các trừng phạt để giúp bảo đảm rằng tầm nhìn của Putin và Kim Jong Un về quan hệ quốc tế sẽ thất bại quý vị thân mến trên đây là bài viết trên tờ Deutsche Welle của Đức phỏng vấn về các chương trình nghị sự trong chuyến thăm Triều Tiên của ông Putin cảm ơn quý vị đã theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại